Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường hợp hóa đơn điện tử xuất sai có điều chỉnh tăng giảm về giá trị thành tiền và tiền thuế. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Và đầu tiên là chúng ta sẽ có các trường hợp sai sót, đó là sai tên công ty và địa chỉ. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào thông tư 26, chúng ta chỉ cần làm biên bản điều chỉnh và chúng ta không cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh. Thì đó là cái điểm nổi bật. Điểm thứ hai là chúng ta chia làm hai giai đoạn. Đối với trường hợp mà chúng ta sẽ sai về số lượng, thành tiền, đơn giá, thuế suất mà trường hợp các bên đã kê khai thuế thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì giai đoạn 1 là chúng ta sẽ áp dụng đối với hóa đơn giấy và hóa đơn thông tư 32 ban hành năm 2011 thì chúng ta sẽ có những điểm như sau: khi mà chúng ta sai về số lượng hàng hóa, dịch vụ, sai đơn giá, sai thuế suất và sai tiền thuế thì chúng ta sẽ xử lý theo điều 20 thông tư 39 và điều 9 thông tư 32. Đó là đối với hóa đơn điều chỉnh thì chúng ta không được phép ghi số âm, tức là chúng ta xuất thì chúng ta phải ghi số dương như bình thường. Trường hợp phát hiện sai hai bên đã kê khai thuế thì người mua và người bán sẽ lập một cái biên bản điều chỉnh và hai bên bán sẽ lập một cái hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn thì chúng ta sai phần nào chúng ta sẽ điều chỉnh phần đó. Và nguyên tắc sai đâu sửa đấy là không ghi lại những cái giá trị chỉ tiêu nội dung mà chúng ta đã xuất đúng. Và có một cái lưu ý rất là quan trọng đối với hóa đơn điều chỉnh này thì chúng ta không được phép ghi số âm, chúng ta chỉ được phép ghi số dương mà thôi. Và kê khai thuế thì chúng ta khi kê khai thì chúng ta mới kê khai số âm trong trường hợp là giảm, dương trong trường hợp là chúng ta có điều chỉnh tăng. Tức là chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau là đối với hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thì khi chúng ta xử lý theo hóa đơn theo thông tư 39 hóa đơn giấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta xuất hóa đơn, tức là hai bên sai sót thì chúng ta sẽ làm biên bản điều chỉnh. Và giả sử ở đây chúng ta có cát đen là chúng ta đang xuất lần đầu là 167.000 và xuất đúng thì nó phải là 150.000 đồng. Như vậy là chúng ta xuất cái hóa đơn điều chỉnh trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi là điều chỉnh thành tiền và tiền thuế chỉ tăng mặt hàng cát đen hóa đơn số 08 ký hiệu là KP17B hoặc là khác thì chúng ta sẽ có là chúng ta ghi số dương như bình thường. Nhưng chỉ khi nào chúng ta kê khai thuế thì chúng ta mới ghi số âm, đó là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng hóa đơn giấy. Và đối với hóa đơn điện tử thì chúng ta theo thông tư 78 giai đoạn thứ hai là chúng ta dùng hóa đơn điện tử thì có những cái điểm khác biệt như sau, đó là nếu mà trường hợp mà chúng ta điều chỉnh tăng thì chúng ta ghi dấu dương và điều chỉnh giảm thì chúng ta ghi dấu âm, tức là chúng ta ghi số âm đối với trường hợp mà chúng ta ghi giảm đơn giá. Như vậy là đối với trường hợp mà chúng ta sử dụng hóa đơn điện tử thông tư 78 khi chúng ta sai sót thì chúng ta là âm thì chúng ta sẽ ghi âm mà dương thì chúng ta sẽ ghi số dương như bình thường. Tức là chúng ta sẽ quay về đúng bản chất cái nội dung nghiệp vụ hóa đơn chứng từ mà chúng ta sẽ xuất ra. Ví dụ như trên thì chúng ta sẽ giảm 17.000 đồng thì ở đây chúng ta sẽ ghi số âm là âm 17 và trên hóa đơn chúng ta vẫn hiện số âm như bình thường. Và nếu mà chúng ta sử dụng theo phương pháp cũ, đó là chúng ta sẽ ghi số dương thì vô tình là trên hệ thống của thuế nó sẽ thể hiện là chúng ta sẽ doanh thu sẽ nhân lên một lần nữa. Và do đó chúng ta phải ghi số âm để trên hệ thống cơ quan thuế quản lý thông tư 38 thì nó sẽ hiện là sẽ giảm trừ đi cái phần mà chúng ta đã xuất bị sai. Và do đó chúng ta khi sai thì bất kỳ trường hợp sai nào liên quan đến số lượng thành tiền thì chúng ta đều phải làm mẫu 04 chúng ta gửi quan thuế và hai bên làm biên bản. Chúng ta đã hai bên đã kê khai thuế thì chúng ta sẽ làm biên bản điều chỉnh tăng giảm và mỗi bên giữ một bản có ký tá đầy đủ và chúng ta sẽ lập, người bán sẽ lập một cái hóa đơn điều chỉnh và trên hóa đơn điều chỉnh thì chúng ta ghi rõ luôn là điều chỉnh giảm hoặc là điều chỉnh tăng cho cái hóa đơn nào, ký hiệu nào. Và những nội dung sai thì chúng ta không có sửa lại, chúng ta sẽ sửa lại những cái nội dung mà chúng ta bị sai mà thôi, những nội dung đúng chúng ta giữ nguyên. Và khi chúng ta lập hóa đơn điều chỉnh thì đối với thông tư 38 thì có một cái cải cách mới, đó là trường hợp giảm thì chúng ta ghi số âm, tăng chúng ta ghi số dương và chúng ta kê khai thuế theo đúng bản chất trên tờ hóa đơn mà chúng ta đã có. Và một số cái mẫu biểu mà chúng ta sẽ có, ví dụ trường hợp trên thì chúng ta sẽ thấy rằng là doanh nghiệp đối với hóa đơn điện tử chúng ta sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta lập thì chúng ta ghi âm cái đơn giá mà chúng ta cần điều chỉnh giảm xuống. Và trường hợp thứ hai chúng ta sẽ thấy đây là người ta sẽ âm một cái phần là thành tiền và không phải là âm ở cái cột là đơn giá để ra thành tiền, nhưng chúng ta đều có cái cột cái chỉ tiêu nội dung là điều chỉnh giảm cho hóa đơn số cụ thể.
và tùy theo cái phần mềm mà chúng ta đang sử dụng như thế nào để chúng ta có thể là xuất cái nội dung, và miễn sao tổng thành tiền chúng ta sẽ giảm theo đúng cái ý nghĩa nội dung hóa đơn chứng từ mà chúng ta sẽ giảm. Và tùy theo cái bản chất mà khi chúng ta xuất ra ở cái dạng là XML thì chúng ta sẽ thấy đây là tăng thì sẽ ghi dấu dương và giảm thì nó cũng sẽ hiện cho chúng ta là dấu âm. Như đây chúng ta sẽ thấy là tăng lên thì chúng ta sẽ có dấu dương như bình thường, là đúng theo tinh thần hướng dẫn của thông tư 78, là trường hợp tăng ghi dấu dương và âm ghi số âm. Và các cái hóa đơn điều chỉnh khác thì những đây chúng ta thấy rằng là đối với từng cái nhà cung cấp hóa đơn điện tử thì tùy theo cái phần mềm của người ta thì người ta sẽ hướng xử lý như thế nào, thì chúng ta sẽ cần biết là có thể là sẽ âm đơn giá hoặc là sẽ âm thành tiền, giống như những cái nội dung hóa đơn mà chúng ta thường gặp, nhưng chúng ta đều phải ghi số giảm và đồng thời là phải ghi số âm. Như vậy là đối với hóa đơn chúng ta sử dụng hai giai đoạn, giai đoạn trước khi sử dụng thông tư 78 thì chúng ta khi xuất hóa đơn thì âm thì chúng ta ghi dấu, chúng ta trên hóa đơn chúng ta vẫn hiển thị dương như bình thường và kê khai thì âm. Còn đến giai đoạn chúng ta sử dụng thông tư 38 thì chúng ta âm sẽ ra âm và dương sẽ ra dương, và chúng ta sẽ kê khai theo đúng cái nội dung tinh thần trên hóa đơn, và chúng ta tăng lên hay là giảm xuống là số dương hoặc là số âm. Và như vậy là giữa hóa đơn và kê khai thuế thì chúng ta thấy là đối với thông tư 38 thì hai cái nội dung này nó sẽ khớp nhau. Tức là đối với hóa đơn điều chỉnh tăng thì số dương và hóa đơn điều chỉnh giảm thì số âm. Và khi kê khai thuế chúng ta cũng kê khai y chang là âm thì chúng ta sẽ làm dấu âm mới trừ đi. Và nó khác đối với hóa đơn giấy là chúng ta là trên hóa đơn thì chúng ta vẫn phải ghi số dương như bình thường. Nhưng mà khi kê khai thuế thì chúng ta lại mới kê khai số âm mà thôi. Thì đó là hai cái điểm khác biệt khi chúng ta sử dụng, là chúng ta khi điều chỉnh hóa đơn là đối với thông tư 39 và đối với thông tư 78 thì chúng ta có những điểm khác biệt khi chúng ta xuất hóa đơn và chúng ta cần phải lưu ý.